Và hôm nay mình có dịp về quê hương Bình Định nha. Xin giới thiệu với mọi người một cái món rất là đặc sản, mà có thể là chưa chắc một nơi nào đã có. Có nhưng mà cái chất lượng về cái hải sản này là chưa chắc đã ngon bằng như Bình Định của tôi. Con trình mình mua hiện tại là đã đem vô hồ nuôi nhốt để là bán cho khách. Còn về cái hổ nhượng nó sống là ở ngoài cái đầm này, chúng ta đi quay cái đầm đó. Đầm Trong Trúc, đầm này là đầm Trà Ổ, quên cái đầm Trong Trúc. Đầm này là rất là lớn, nên là lớn nhất nhì đất nước Việt Nam của mình luôn. Đây cho coi các bạn coi cái đầm này, đầm Trà Ổ là nước xanh biên biếc này, cá tôm cua quá trời luôn. Đây cái đầm này đó, rộng lắm nha. Nếu mà tính cái cây số vuông thì cũng không biết bao nhiêu, chưa tính là hình dung là rộng, rất là rộng. Trình đó là nó xuất phát từ ở đầm này lên, dân người ta đánh bắt lên xong rồi đem về. Ông chủ quán đây, ông tập trung vô cái hồ này ông nuôi để ông bán cho bà con khách phương xa du lịch tới là để thưởng thức cái món đặc sản của quê hương Bình Định. Đây, xe hơi quá trời, đó, ăn uống quá trời bên kia. Từ cái đầm đó ổng động vô hồ để mà bán cho thượng đế rất là ngon nha. Mình ở Sài Gòn cũng lâu rồi và ăn cũng rất là nhiều con trình giống như thế này rồi, nhưng mà chất lượng thì thua xa, không bằng như thế này đâu. Con này ăn rất là thơm, vị rất là đậm đà, rất là ngon và béo. Nhưng ở trình mình ở quán đưa vô không biết từ nguồn gốc ở đâu mà không bằng con này, rất là ngon, đặc sản đó. Rồi bên đây là cái gì? Bên đây không có gì hết. À bên đây có mấy con cá, con cá kia chết gì vậy? chết. Như đây này, này từ con trình cũng là con trình, mà con trình con cũng rộng vô đây luôn. Cũng xin nói thêm là trình từ trong đầm bắt lên, nếu mà số lượng nhiều theo mùa mà nhiều á thì cái anh chủ này ảnh đem vô, ảnh rộng vô một cái hồ sát bên mé đầm luôn cho rộng. Đây xong rồi anh vớt lên anh bán cho thượng khách. Ấy dân mà ăn nhậu sành điệu mà biết thưởng thức mới ghé đây nha. Chứ nếu mà những người không biết, không tìm hiểu thì không có thưởng thức được cái món này đâu. Hôm nay là ngày thứ hai mà khách tới, khách phương xa tới cũng tạm ổn, cũng được. À cái này có thể là chắc đang đầu tư thêm để nuôi tiếp mà. Trữ hàng không phải nuôi, trữ hàng. Sao chưa nghe rõ, nói lại nào vô.
thường khách là đang rất là mát nha quý vị, rất là mát. Ở đây nhậu thì không biết bao giờ mới say, mát lắm, vừa vợ luôn. Okay. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha.